Đâu? Bây giờ cái này là về của mấy đứa xem mà. Thì quay này lại, hướng dẫn giải, đúng chưa? Rồi, bây giờ chúng ta đến mà đây là cái bài tập ngày hôm trước anh đã giao và bây giờ chúng ta bắt đầu nghiên cứu. Ngày hôm trước anh đã tiếp cận cho mấy đứa những vấn đề về hướng đối tượng, như là tính chất hướng đối tượng này kia. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu đi nghiên cứu làm bài tập ứng dụng những cái đó còn code như thế nào. Rồi hình dung nè, bây giờ có một cái hình và trong cái hình của anh lúc này đang có ba ông nhân viên. Thì ba ông này là ba ông gì? Đầu tiên là ông sửa uống nước, ông thứ hai là ông gì? Ông nhân viên giao hàng, ông thứ ba là ông gì? Ông nhân viên sơm 4.0 như lần trước ta đã mô tả, thấy chưa? Và bây giờ cho anh có một cái đề như thế này đi. Cái đề nó không có cho gì hết, nó cứ cho vậy nè, nó không có cho cái gì cụ thể hết, như đây là một cái mô tả một cái bài toán thì ta đọc vào chúng ta hình dung và chúng ta cần quản lý như thế nào. Thì đầu tiên đọc cho anh ba cái dòng này thôi, cái này trước rồi tính sau. Thì cái đề nói gì? Ở một cái xóm trọ ba con sâu nọ có ba anh chàng từ tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp với một quyết tâm và ý chí hừng hực. Ba anh đã may mắn được nhận làm việc ở công ty tầm cỡ quốc gia với các chức danh lần lượt như nhân viên gì sửa ống nước, nhân viên giao hàng, nhân viên xe ôm gì 4.0. bây giờ đề bài yêu cầu hãy phân tích và mô tả các thông tin cần thiết để quản lý ba nhân viên trên. Yêu cầu thứ hai là tính tiền lương hàng tháng của ba nhân viên trên. Đầu tiên chúng ta làm cái này đi rồi tính sau. Thì đọc cái này, đầu tiên bây giờ chúng ta nè, câu 1 trước, người ta yêu cầu là mình hãy phân tích và mô tả các thông tin cần thiết để quản lý ba nhân viên này. Vậy thì bây giờ mình đang có ba nhân viên nè. Thì ba nhân viên này gồm những thông tin gì? Ta mô tả ra. Rồi bây giờ anh sẽ qua Excel để chúng ta bắt đầu mô tả. Thì bây giờ anh sẽ tạo một cái bảng tính chỗ này. Đây. Và chúng ta cái cấu trúc chỗ này chúng ta làm những bài toán về hướng đối tượng này, chúng ta sẽ phân tích ra một giấy trước. Và cái khuôn để chúng ta phân tích nó kiểu như này. Đầu tiên đây sẽ tạo một cái khung, thấy chưa? Đây sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất, cái này chúng ta sẽ tạo cho nó gọi là tên của cái gì? Cái thực thể chúng ta đang cần gì? Phân tích. Thì đầu tiên chúng ta phân tích gì? Ông sửa nước đúng không? Thì này sửa nước. Nhân viên sửa nước. Chỗ này chúng ta cần phải cho nó ấy lại một tí. Đủ. Căn gì? Rồi phải gộp khuôn lại mới được. Nhân viên sửa ống nước. Rồi ok, kéo sao đơn giản mà. Rồi kéo một cái copy vô nhiều cái kia. Zoom bự không? Thấy không ta? Zoom này nó bự quá. Rồi ok, thấy không? Như thấy đâu? Có nào chưa thấy không? Hãy đến zoom này lên. Đây nó có zoom đúng không? Đấy. Rồi hợp lý. Ở đây ta có 3 phần. Thì ở dưới đây ta có một phần nữa, nó gọi là, rồi cái này cũng cho nó border luôn. Rồi ok, cái này gộp lại xéo luôn. Cái này chúng ta cho nó, cái ông chỗ này chúng ta cho nó là màu đỏ đi, còn chỗ B lên và ta cho nó ấy đi. Thì đây chính là tên của thực thể mà ta đang cần phân tích, mô tả ra. Rồi ở giữa là gì? Chúng ta sẽ có 3 phần. Phần đầu tiên là tên của thực thể, phần thứ hai đó chính là các cái tính chất đặc trưng của thực thể đó, đúng không? Phần thứ ba đó chính là các cái hành vi và cái hành động của thực thể đó. Ta có 3 phần rõ ràng như vậy đó. Thì phần này chúng ta sẽ cho nó màu xanh này đi, cho màu xanh này đi. Rồi chỗ này chúng ta cho nó border của nó này luôn. Rồi thì đầu tiên chúng ta phân tích ông viên sửa nước sẽ có những cái tính chất nào, có nghĩa có những thuộc tính nào á, hiểu chưa? Tính chất đặc trưng của thực thể đó thì chính là cái gì? Chính là những cái thuộc tính của ông đó. Thuộc tính là gì? Thuộc tính chính là một cái danh từ và một cái gì? Một cái tính từ, hiểu chưa? Rồi hôm nay có những thông tin nào? Đầu tiên họ tên đúng không? Chắc chắn phải có. Rồi cái gì nữa? Tuổi. Ok hợp lý. Cái gì? Tuổi đó. Tuổi đó. Giới tính này. Giới tính đúng rồi, giới tính. Giới tính. Rồi cái gì nữa? ID là cái gì? Số điện thoại. Số điện thoại. Rồi số điện thoại. Rồi ok cái gì nữa? Địa chỉ. ID là cái gì á? Em phải giải thích. Cái mã nhân viên. Rồi địa chỉ là gì nữa? ID là cái mã nhân viên gì đó. Rồi ok cứ xin vô luôn tí đến sau.
Có phải ông này có chiều gì? Chiều cao. Chiều cao không? Và cái gì nữa? Cân nặng, đúng chưa? Rồi còn gì nữa? Hùng. Còn gì nữa? Còn thông tin nào? Rồi những bạn kia cho đi. Bạn hồi đi với đứa kia cho đi. Trình độ nghề, à, tay nghề. Thâm niên. Thâm niên, đúng rồi, hợp lý, quá hay luôn. Thâm niên. Thâm niên 1 năm rồi. Thâm niên là kinh nghiệm. Rồi gì nữa? Mức lương hợp lý, có luôn, có mức lương luôn. Rồi gì nữa? Nên ta đang đi phân tích thôi. Rồi gì nữa? Chứng minh nhân dân, chứng minh nhân dân luôn, rồi ok. Gì nữa? Có vụ màu tóc không, đúng không? Hay là màu da không? Cái này như vậy đúng không? Gì? Đồng phục hả? Ok, đồng phục luôn. Đồng phục động từ hay là tính từ đây? Hình dung, nó là thuộc tính hay là gì? Danh từ. Rồi danh từ, rồi còn gì nữa không? Cứ cho khiếm, cứ nói khiếm. Gì nữa? Gì chứ? Tình trạng sức khỏe hả? Rồi chúng ta sẽ cho khiếm nói những cái ô đây, cho khiếm vô. Rồi xuống dưới đây cho nó khiêm, à, chụp phải vào insert nó khiêm, à, sell down rồi xuống dưới đúng không, hợp lý, à, enter round. Rồi gì nữa? Sức khỏe. Sức khỏe là gì cụ thể hơn coi? Tức là tình trạng sức khỏe hả? Ờ à, nói gì đi cho rõ ràng. Tốt, tình trạng sức khỏe. Rồi cái gì nữa không? Rồi cho em một thông tin đó đi. Dân tộc. Ờ à, có nghĩa là gì? Dân tộc gì hả? Cái đó gọi là gì ta? Tôn giáo. Tôn giáo đúng rồi, hợp lý. Cái gì dân tộc? Dân tộc. Rồi ok, rồi hợp lý, hết. Đúng không? Rồi, bây giờ hành động. Ông này không có hành động gì? Ông sửa nước không có hành động gì? Ăn, đúng rồi, hợp lý, phải có ăn, ăn mới có sống được chứ, đúng không? Thì bây giờ cho cái màu gì cho nó nổi lên coi. Màu vàng, vàng. Màu hồng. Mình đang đi phân tích, phân tích lại. Màu cho nổi ta. Ủa này bị gì vậy? Ngu rồi. Bỏ này đi. Rồi cái này là gì? Ăn đúng không? Rồi viết cho nó in hoa đi. Ăn rồi gì nữa? Ngủ. Rồi gì nữa? Sửa ống nước. Hợp lý, ổng là sửa, ổng là khảo sửa ống nước, ổng phải sửa ống nước chứ. Nhiệm vụ chính xong rồi ông ghi vô. Sửa ống nước. Rồi gì nữa? Di chuyển đúng không? Rồi ok, di chuyển luôn. Nhận tiền sửa chữa. Nhận tiền sửa chữa hả? Hay gọi là nhận lương hả? Đúng rồi, nhận lương. Nhận lương gì nữa? Khi phát sinh. Thì ổng nhận lương hay nhận tiền sửa chữa gì đó hàng tháng công ty sẽ trả cho ổng, hình dung không? Rồi cái này bây giờ làm sao để chúng ta cho nó xuống dòng đây? Thằng quỷ này nó khác thằng kia nhỉ? Rồi nhận lương. Bây giờ làm sao cho cái này xuống dòng coi, cái này mới chỉnh Excel không? Làm sao cho cái này nó tự động xuống dòng? Không phải kéo cái to, nhưng mà giờ là tại đâm xuống dòng rồi, tụi bay học Excel giờ, bay quên ráo luôn rồi. Bay trả thầy cô rồi. Nó đâu có tự xuống dòng đâu, nó chỉ có chứ. Cái nó to ra, nó có chứa được cái chữ đó thì không ấy. Không có, ý nó giờ tự xuống dòng ấy, không? Nó không xuống dòng được. Nó không tự xuống dòng được, nó tự xuống dòng được. Rồi, thả trả thầy, trả trả thầy, trả cô hết rồi. Trong người ấy sửa được này sửa không được. Kéo biết kéo được ra nhưng mà bây giờ không lẽ về kéo hoài vậy? Đâu. Không về kéo hoài vậy không? Bây giờ mình có cách nào không? Ok, để dơ để ấy đi lại khắc phục. Rồi trong quá trình sửa chữa khắc phục kỹ thuật bây giờ người ta đã quay lại với video. Bây giờ người ta ngu tin học quá. Rồi tiếp tục. Nhận lương rồi gì nữa? Cứ cho đi, thoải mái đi. Đây là phân tích mà. Tiền phát sinh hả? Tiền phát sinh không phải là một cái hành động không? Bây giờ đầu tiên cái này là gì? Cái này là tên của thực thể đang phân tích.
cái này là thuộc tính của nó là nó rất PT. Còn cái này đang là cái hành vi, cái hành động, có nghĩa là một cái phương thức. Đó là cái hành động, là một cái động từ. Thì còn gì nữa không? Cái này là cái gì? Liên hệ chỉ là cái đó lấy, cái này là gì? Đi gì? Đi mua ống nước. Bây giờ sửa phải đi mua ống nước mới sửa chứ. Phải mua ống nước sao bị sửa? Đi mua gì nữa? Mua keo. Đi mua cờ lê. Mày có cờ lê mới vô sửa đây chứ. Đúng chưa? Rồi đó, thì bây giờ đơn giản mày ghi đi. Rồi như vậy đi, chứ nó nhiều lắm. Không nào phân tích hết đâu. Rồi tiếp tục, bây giờ mình qua tiếp tục ông nhân viên tiếp theo. Là ông nhân viên gì đây? Cho nó qua đây. Cắt nó đi luôn. Kéo ra. Đó, rồi giờ đây. Tiếp tục. Ctrl C nó qua đây. Ctrl V nó. Những cái này sẽ hiểu tại sao một hồi mình phân tích nè. Chứ không phải là phân tích chơi đâu nha. Nó sẽ có một tính chất. Tính chất gì? Tính chất hình dung. Rồi tiếp tục, ông nhân viên gì? Sửa ống nước rồi, tiếp tục ông nhân viên gì đấy? Ông nhân viên giao hàng, đúng chưa? Rồi giao hàng thì chắc chắn cũng có gì? Họ tên, tuổi, giới tính, số điện thoại, địa chỉ, ID, là sức khỏe, chiều cao, cân nặng, có ghi gì không? Ông giao hàng nó có ghi gì không? Đôi khi nó cũng là như vậy đúng không? Đó mình cũng cho màu tóc, màu da, dân tộc đi, đồng phục. Rồi bây giờ ông này cũng có ăn, ngủ, mà ông này đâu sửa ống nước đâu. Ông đâu sửa ống nước, ông đi đâu? Ông đi, nhiệm vụ ông là đi giao hàng đúng không? Đi giao hàng, di chuyển, nhận lương, đi mua ống nước chơi với ông. Rồi, bây giờ còn gì nữa không? Nhận hàng về để giao đúng không? Rồi gì nữa? Nó có chức năng giao hàng đúng không? Giao hàng có thể đưa hàng cho cái người chủ đúng không? Rồi còn gì nữa không? Đổ xăng. Đi giao hàng đi, rồi đổ xăng luôn thì đổ xăng. Giao bên kia không đổ xăng à? Ông bên kia chạy bằng nước à? Giao bên kia cũng phải có đổ xăng luôn. Ông kia đi xe đạp, tại ông đi sửa nước đi xe đạp, khổ thế. Lỡ ông già rồi sao ông chạy? Sửa lâu anh, sửa lâu một ngày sửa được về được. Cái xe máy bao nhiêu tiền mình mua cho ông chạy rồi. Đủ xăng, còn gì nữa không? Còn hành động nào nữa không? Hành động hàng ngày nào nữa không? Nhận tiền. Nhận lương đó. Rồi nhận lương. Thanh toán lại tiền thôi. Nhận tiền là khách hàng đúng không? Mà thôi chứ chung mình nhận tiền rồi thì nó có cái này nhận tiền nữa. Gọi khách hàng. Đúng rồi, thằng giao hàng nó mới gọi khách hàng. Còn khách hàng có nhà hay không đúng không? Rồi gì nữa không? Gì nữa không? Còn gì nữa không? Bây giờ ta đang phân tích. Chúng ta cứ hiểu cái gì, chúng ta cứ dục vô, dục vô. Còn đúng hay sai mình chưa biết, đây đang phân tích mà đúng không? Rồi, thì tí nữa quay lại đi coi còn gì đâu. Rồi bây giờ tới ông gì? Ông xe ôm. Xe ôm 4.0 hợp lý luôn. Ông này đổ hơi bị nhiều luôn á. Ông này đổ xăng chán quá là đổ luôn cả ngày, cả đổ xăng biết chứ làm gì đâu mà. Rồi bây giờ cái này là nhân viên gì đây? Nhân viên xe ôm. Mà xe ôm này xe ôm 4.0 đúng không? Rồi xe ôm 4.0 thì cũng có họ tên, căn nặng, không có gì nữa không? Thuộc tính không còn gì nữa không? Cũng vậy thôi đúng không? Ông có nhân viên thôi đúng không? Rồi thì ông có gì? Ông cũng có nhận lương, ăn, ngủ, đi gì? Đi chạy xe đúng không? Vậy thì sao? Đi chở khách. Đúng không? Đi chở khách. Rồi di chuyển, nhận lương, nhận hàng, ông có nhận hàng không? Nhận tiền. Nhận tiền, hợp lý đúng rồi. Có thể nhận tiền, lỡ như người ta trả tiền mặt, có thể như vậy đúng không? Bởi vì ông chạy ngoài sao? Đúng không? Rồi, đi giao hàng thì ông có rồi. Đôi khi có chạy ngoài thì sao? Đổ xăng, nhận tiền, gọi khách hàng. Có gọi khách hàng không? Gọi khách hàng. Rồi. Cái này là gọi khách đúng không? Đúng không? Điện thoại chờ khách ngoài. Vậy thì còn ông còn gì đó, ông còn hành động gì đó không? Hành động gì nữa? Bắt khách, gã khách hả? Bắt khách. Đón khách. Đón khách đúng rồi. Còn gì nữa không? Bắt. Nó văn hóa hơn. Rồi còn gì nữa không? Có hành động không? Rồi coi như hiện tại là vậy đi. Ổng hết rồi. Hiện tại bây giờ ta nhìn lại ba cái ông nhân viên này. Nhân viên sửa ống nước, nhân viên giao hàng, nhân viên xe 4.0. Thì ta thấy nó có rất là nhiều gì thuộc tính. Và có rất là nhiều gì? Có rất là nhiều những cái gì? Những cái hành động, những cái phương thức đúng không? Vậy thì bây giờ bài toán chúng ta nhìn qua đây, người ta yêu cầu là người ta quản lý thông tin cần thiết của những ông này. Bây giờ đầu tiên chúng ta phân tích thuộc tính đi. Thuộc tính chúng ta có cần quan tâm đến cái màu tóc làm chi không? Chúng ta có cần quan tâm đến màu da làm chi không?
đôi khi dân tộc cũng không còn quan tâm nữa, đồng phục thì cãi càng dư nữa. Không là phục thì đồng phục có thể càng dư, bây giờ ta đâu có cần quản lý cái vấn đề mà ổng là chạy cho cái thằng nào đâu, ổng sửa cho công ty đâu, nên ta không cần quan tâm đồng phục. Như lúc này nó bị dư quá, bị dư phải, nó bị dư, bị dư gì nữa, tình trạng sức khỏe ta đôi khi ta không cần quan tâm cái đó, còn ID có đôi khi cũng không cần. Có nghĩa là tại thời điểm hiện tại thì cái yêu cầu bài toán chúng ta có thể nó chưa cần những thông tin này, hiểu không? Ví dụ khách hàng đưa cho đứa mấy đứa một cái yêu cầu thì hiện tại những cái này nè nó sẽ bị dư, bởi vì trong bài toán mình nhìn bài toán mình lại một lần nữa, nó lại sao không cần những thông tin này, khi ta lại thêm vô thì phải này đang bị dư rồi dữ liệu không, một cái như vậy. Tương tự các ông nhân viên giao hàng này cũng như vậy, và ông nhân viên CEO 4.0 cũng sao cũng như vậy. Và chúng ta cũng đâu cần quan tâm cái việc ông ăn như thế nào, ông ngủ như thế nào, rỗng di chuyển như thế nào đâu, có nó kể không? Tuy đây là cái hành động của ông đúng, nhưng cái hành động này lúc này sao nó không cần thiết tại cái thời điểm hiện tại mà cái bài toán chúng ta đang đặt ra, thấy không? Chưa nhận lương thì cũng kể không, ông nhận như thế nào kể không, ông đi mua uống nước gì đó cũng kể không, rồi ông làm sao ông đi mua cờ lê đủ xăng thì nó kể ông, mình đâu quan tâm chi. Những thông tin này như của ông đúng nhưng mà không cần quan tâm, bài toán hiện tại nó chưa yêu cầu việc đó. Vì vậy lúc này chúng ta sẽ đi làm gì? Chúng ta sẽ đi lược bỏ và tỉa bớt một số cái thông tin không cần thiết của những cái thực thể này. Và đây nó chính là tính chất trừu tượng. Hình như chưa? Vì tính trừu tượng là gì? Nghe đây là một cái tính chất gọi tính trừu tượng hóa. Tính trừu tượng hóa chính là cái quá trình. Nghe đây chúng ta về bài toán ta đang phân tích ra những dữ liệu này gọi là những dữ liệu thô. Hình như chưa? Thì tính trừu tượng hóa là một cái tính chất, nó là một cái quá trình làm, nó là một quá trình mà chúng ta sẽ đi đơn giản hóa những cái thông tin của cái đối tượng chúng ta đang cần xem xét, đơn giản hóa nó đi. Cụ thể là gì? Cụ thể là ta sẽ đi xác định những cái thuộc tính và những cái phương thức cần thiết của cái đối tượng đó để xây dựng nên cái chương trình, những cái yêu cầu của bài toán hiện tại. Và cụ thể hơn nữa là ta sẽ đi sàng lọc ra, sàng lọc và đi loại bỏ những cái thông tin, những thuộc tính, phương thức không cần thiết tại cái thời điểm hiện tại của bài toán đang yêu cầu. Hình dung chưa? Có thể có nghĩa là sao? Có nghĩa là thông tin nó tại thời điểm, nó tại thời điểm hiện tại nó không cần thiết, nhưng biết đâu sau này chương trình chúng ta phát triển lớn hơn nữa thì những thông tin đó là sao lại cần thiết, thì ta sẽ gom vào, thì đó nó gọi là tính chất gì? Trừu tượng hóa dữ liệu. Đó chính là tính chất đầu tiên của lập trình hướng đối tượng. Lập trình hướng đối tượng có 4 tính chất. Tính đầu tiên là tính trừu tượng hóa, tính thứ hai là tính kế thừa, tính đóng gói, tính thứ ba là tính chất kế thừa, tính thứ tư là tính gì? Đa hình. Hiện ta đã tìm hiểu tính chất đầu tiên là tính chất gì? Trừu tượng hóa. Bằng cách lúc này chúng ta sẽ đi lược bỏ những thông tin không cần thiết. Họ tên, những cái nào mà anh ta lấy lại chúng ta sẽ làm sao? Gạch chân cho nó màu đỏ, hiểu chưa? Rồi. Ông nội này. Ủa gạch chân chúng ta gạch chân màu đúng không ta? Rồi, vậy thì lúc này chúng ta sẽ cho cái tên đó màu đỏ luôn. Bây giờ bỏ rồi đi. Bây giờ chúng ta sẽ cho những cái thông tin mà ta cần lấy á, chúng ta sẽ cho nó làm sao? In đậm. Này ngu thế ta. Mình để vậy nó không tôi lấy. Còn trụ B, và anh ta cho nó màu đỏ luôn. Hiểu chưa? Đây là những thông tin nào cần lấy. Họ tuổi chắc chắn cũng sẽ lấy nè. Sao ngu quá vậy? Mình bấm đây nè. Còn trụ B, nó phải nó ngu mà cho mình ngu á. Rồi, giới tính. Đổ thừa nó thì tội. Rồi, chúng ta sẽ lấy gì? Số điện thoại luôn, có thể cũng sẽ cần thiết, những thông tin cần thiết. Căn nặng chắc chắn cũng phải có luôn nè. Đúng không? À, màu tóc, màu da, dân tộc, đồng phục thì không cần. Chiều cao chắc chắn cũng sẽ cần luôn tại thời điểm hiện tại, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ qua đây, chúng ta nhìn là cái đề chúng ta. Thì cái đề chúng ta hiện tại nó không nói gì hết, nó chỉ nói là chúng ta sẽ lấy những thông tin gì cần thiết để quản lý ba nhân viên trên, hiểu chưa? Thì chúng ta hỏi khách hàng những thông tin cần thiết là những thông tin gì, thì như mà cái trực quan của chúng ta, chúng ta sẽ lấy những thông tin cần thiết cụ thể nhất, rồi sau đó chúng ta sẽ bổ sung sau nếu như cái đề bài sau yêu cầu, khách hàng yêu cầu thêm, thấy không? Chúng ta bổ sung thêm. Còn hiện tại ta lấy những thông tin này trước đi, địa chỉ chắc chắn cũng sẽ có nè. Rồi, còn gì nữa không? Đó, những cái tình trạng này chắc chắn sẽ có, hiểu chưa? Còn thâm niên cái gì đó thì từ từ, không? Người ta yêu cầu đưa vô, mức lương gì đó thì từ từ. Mức lương này có cần không? À, đó thì cần thì tí người ta quay lại. Rồi ăn, ngủ, sửa, uống nước có cần không? Mấy cái này không cần. Hành động này
hiện tại chúng ta chưa phân tích đến, bởi vì người ta chưa biết là người ta cần lấy cái nào. Thì cái đề họ cho cái gì nè, nhìn vô cái đề, người ta yêu cầu là tính tiền lương hàng tháng của ba nhân viên trên, thì chắc chắn là phải có một hành động. Là hành động gì? Tính gì? Tính tiền lương, đúng không? Hành động tính tiền lương là một cái hành động, là một cái động từ, thì cái này chính là tính tiền lương. Rồi bỏ xuống đây, rồi on enter đúng không, cho xuống dòng đúng không? Rồi thì chỗ này đó chính là tính tiền lương. Hành động đầu tiên là hành động tính tiền lương. Rồi cái này ta cho nó màu đỏ luôn, và in đậm nó luôn, thấy chưa? Rồi hành động gì nữa? Chắc chắn sẽ có hành động là gì? Sưởng nước. Nhưng mà cái chỗ này cái đề nhìn vô nó có nói cái gì tới sưởng nước đâu, đúng không? Sưởng nước là cái công việc mặc định của nó rồi, thấy chưa? Cái này không có nói tới sưởng nước hết, thì ta cũng chưa lấy cái đó. Vậy thì đầu tiên phải làm gì? Nhập gì? Nó có một hành động là gì? Nhập thông tin, đúng không? Đây là chắc chắn có một hành động của nó là hành động nhập thông tin. Và hành động gì nữa? Hành động xuất thông tin. Nhập thông tin nó vào để lưu trữ và xuất thông tin nó ra để làm sao? Để kiểm tra chứ. Là hai hành động này bắt buộc phải có ngay từ đầu, có kiểu cần thiết, đúng không? Rồi vậy thì tương tự những thằng kia cũng như vậy. Ctrl C. Tại vì cái này là nó là một cái vấn đề, đưa phải cố gắng hình dung nha. Rồi thì những thông tin này chúng ta sẽ rồi kéo dài xuống tí đi, nó bị chạm đáy rồi, chạm đáy có nỗi đau rồi. Rồi chỗ này bỏ đi, on enter, on enter, shift enter ta, nó không ăn á, không ăn lệnh á. Rồi chắc chắn cũng sẽ có những thông tin này. Ctrl B cái dấu này. Sao nó bự thế? On enter. Rồi thông tin này chắc chắn cũng phải có. Rồi kéo xuống tí đi, kéo xuống cái tí nữa, căng rộng ra dễ hình dung. Đó, màu đỏ là những cái mà chúng ta sẽ đi lấy. Thì cái này lấy này luôn đúng không? Mà giới tính, địa chỉ chắc chắn phải lấy. Ctrl B cho màu đỏ, thao tác Excel cũng chậm quá. Rồi cân nặng, rồi chỗ này ba cái này, bốn cái này người ta sẽ lấy. À đủ món đúng cái gì rồi, nó bị ấy hả? Ơi cực khổ thế. Rồi chỗ này Ctrl B đưa vào đây. Rồi đúng chưa, kiểm tra lại coi hợp lý chưa. Sau một hồi ta phân tích xong, cuối cùng chúng ta ra được cái gì? Chúng ta ra được những cái thông tin cần lấy. Có nghĩa lúc này chúng ta sàng lọc ra và loại bỏ những cái thông tin không cần thiết, và ta sẽ lấy những cái thuộc tính, những cái phương thức, những cái tính chất, những cái đặc điểm, hành vi, hành động của cái đối tượng ta cần phân tích và đáp ứng cái yêu cầu hiện tại bài toán trước. Hay đâu là tính chất trừu tượng hóa. Google search nó ra rất là nhiều khái niệm, nhưng cái ta hiểu là như vậy đó. Không, đây là bài toán phân tích cho nước quen. Còn vô đọc những cái đề nó cho sẵn hết. Ừ, ông nhân viên sửa nước có cái gì, ông nhân viên giao hàng có cái gì, ông sơ chú không có cái gì, là chúng ta không có hình dung được. Nó cho sẵn hết rồi. Thì đây là bài toán anh muốn mấy đứa phải mở ra chúng ta phân tích nhiều hơn chúng ta có. Hình dung chưa? Nó khác so với những bài khác. Rõ ràng anh không cho bất kỳ một cái gì hết, thấy chưa? Ta phải tự đi phân tích để ta ra những thông tin ta cần lấy. Thì đó là tính chất trừu tượng hóa. Thông qua cái ví dụ này chúng ta hiểu rõ hơn về nó. Còn nói lý thuyết không rất là khó hiểu. Hình dung chưa? Rồi thì có bạn nào cần bổ sung những gì không? Vậy thì bây giờ có cần anh comment nữa không? Rồi comment ở đây đi. Vậy thì tính trừu tượng hóa là gì? Tính chất trừu tượng hóa đó chính là quá trình chúng ta đi đó là quá trình chúng ta đi làm gì ta? Nãy mới nói xong, nhắc lại coi. Quá trình đi làm gì? Mới nhắc xong. Là quá trình chúng ta đi đơn giản hóa một đối tượng. Cụ thể là làm gì? Nghĩa là tương đương công việc gì? Tương đương công việc chúng ta đi xác định các cái thuộc tính
và phương thức cần thiết của đối tượng đó. Của đối tượng đó để đáp ứng cái yêu cầu cần thiết của chương trình nè. Của chương trình gì? Tại thời điểm hiện tại. Tương đương cái gì nữa? Tương đương người ta sẽ đi sàng lọc ra các cái tính chất và gì? Và hành vi của một đối tượng. Và tính chất hành vi gì? Những tính chất hành vi cốt lõi. Từ lõi ghê đúng không? Cốt lõi của một đối tượng. Chúng ta không cần quan tâm những thông tin không cần thiết, những thông tin nó đang bị dư. Chúng ta bài toán ta rất là nhiều thông tin. Chúng ta nghiên cứu ngày rất ít đó. Chứ đang ra những anh nhân viên này có rất là nhiều những thuộc tính và có rất là nhiều phương thức nữa, là chứ không phải đơn giản như thế này đâu. Hiểu chưa? Đó mà ta sẽ đi cụ thể là sàng lọc ra các tính chất và hành vi cốt lõi của đối tượng thôi, tập trung vào đó chứ không cần quan tâm những vấn đề không cần thiết. Hiểu chưa? Thì đây chính là cái tính chất trừu tượng hóa. View đầu tiên nó đến chất trừu tượng hóa. Rồi ta nhìn lại bài toán cái nữa, có ông nào không không? Nhìn lại cái hình cái nữa ha. Ông này sẽ uống nước, ông đang sẽ uống nước cho bà này. Ông này đang giao hàng cho nhỏ này. Thằng này đang chạy ráp cho nhỏ này, thấy chưa? Đó thì là ba nhân viên. Hai ông này quá quen. Đó. Đúng không? Mới đi giao hàng hàng ngày. Đó. Rồi bây giờ ta sẽ kết thúc video thứ nhất nói về tính chất trừu tượng hóa vấn đề.